Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng mà đến toàn thể anh em chơi Aulo trên miền Tổ quốc. Ở hôm nay là ngày 19 tháng 8, em xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn một chơi đầu đến thương hiệu của Piola. Model của nó là PDHD1. Model này thì nó được sản xuất năm 1993. Nó sở hữu cái xe ngang của nó là 42 cm, chiều cao của nó là 11,2 cm và chiều sâu là 28 cm. Và nó nặng là 3,8 kg. Màu sắc của mặt tiền của nó là màu vàng gold, nhìn rất đẹp và sang trọng, dòng đời mới mà. Theo thiết kế cửa đĩa ở giữa này nó hơi cong ra ngoài, nhìn rất là đẹp và sang. Tổng quát hiển thị là sáng rõ. Piller thì họ thiết kế rất là kỹ càng. Đấy. Và chiếc đầu này thì sử dụng còn mắt tọc, thì mắt tọc cỏ Piller rồi, dòng mắt ngược nên là nó rất là bền bỉ, ổn định và không kén đĩa. Và nó sử dụng cái bàn xoay để đặt đĩa. Đấy. Rất là hiện đại. Về phần chip giải mã của chiếc này thì dùng con chip giải mã PD 230 2326 2023 hay có chip Hibis kêu nhé. Đấy. Và chất âm đưa ra của nó là 24 bit, sạch sẽ và chi tiết. Đấy. Về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để bác được chiêm ngưỡng. Về phần mặt tiền của em này thì khá là đẹp đấy nhá, để vẫn còn tem này, rất là đẹp. Nên một cái đường chỉ vàng in chữ đây rất là đẹp. Và đây là cái chỗ phím bấm này này thì nó có bị bay sơn này. Đấy. Và đây nó có trải nghiệm một chút, cũng cạnh này có cấn này, và cái đầu của cái phím next này thì nó có xước nhẹ bay sơn này. Đấy, còn lại thì khá là đẹp nhé. Đấy. À, về phần lắp lưng đây, lắp lưng khá đẹp, hồi cũng rất đẹp. Hồi bên này cũng vậy, cũng rất là đẹp luôn. Còn về cạnh trên, cạnh trên thì trong quá trình vận chuyển thì nó có bị xước cạnh trên này, cái này vết xước này. Đấy. Phần lắp lưng lắp xi khá đẹp. Đấy, thì có vết xước mờ thôi. Đấy. Ở phía sau, model của nó là PDH là một điện 100V, công suất của nó là 10W và SERDI của nó là 001164JP. Chiếc đồ này trang bị một đường aux ra và một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối từ bên ngoài. Dây nguồn khá là lớn nhá. Đấy. Và đây là phần nội thất bên trong. Và cái phần nắp lưng ấy, nắp lưng của chiếc đồ này thì đây có một cái vết úp nhẹ này. Đấy. Và đây. Không nhường gì cả, đây có vết úp này. Đấy. Và cái mép đây cũng có cái vết hơi ú đây. Đấy. Em bán hàng thì em chỉ rõ cho các bác. Bác là không biết tính thì không sao, nhiều bác kỹ tính thì bác cái thiếu lại mệt lắm, lúc này em cứ chỉ rõ ràng. Đấy, coi như là toàn bộ là bộ cơ chụp rất chắc chắn và bền. Đấy, rất là mới nhá. Tụ nọc nguồn của nó, tụ nọc là toàn bộ tụ của Lichicom thôi các bác ạ. 4700 mi 16V một tụ. Đấy. Còn chiếc giải mã thì nó nằm ở phía dưới này. Khá là mới. Và đây là phần đáy phía dưới. Phần đáy phía dưới thì nó có những cái 5.10 ố đây. Đấy. Đây này. Đấy. Rồi, và sau đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như cái chức năng hoạt động của chiếc đồng này để cho bác được thưởng thức. Và chiếc đồng này á, thì nó cũng thường cái công nghệ sử dụng cái bàn xoay của những dòng đời cao cấp cái nhé này. Đấy. Nó thường thường dành cho những dòng T hoặc dòng HN để cao phải lên. Đấy. Và chiếc đầu này thì trong tình trạng như vậy thì bên em bán mức giá là 2,2 triệu đồng các nhá. Em bao phí ship toàn quốc cho con nào chuyển đủ tiền. Con nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Trong quá trình nhận hàng các bác cứ test kiểm tra. Nếu cái sản phẩm bên em nó sự cố thì các bác cứ giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng nữa ăn tiền 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy thế của mình. Còn trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành,
nhưng bên em hỗ trợ sửa chữa cho các bác những sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa. Tiền phí thì các bác thanh toán giúp em. Đầu thì nó không kén đĩa, đầu tốt đĩa lòng xanh hay đĩa sao chép đây, đĩa lòng vàng cũng đĩa lòng trắng nhé. Ngửa lên các bác nhé, chơi này phải ngửa lên. Đã nhận đĩa. Các bác đeo tai phone vào để em thưởng thức ạ. Đọc rất tốt ạ.
và thường suy tư trong những chiều buồn. Anh muốn ra em vài khóc, ôi đời ai hiểu đàn ông mới yêu thì hứa một lòng. Em biết tại sao anh em hay sợ mãi đây em khóc nhiều hơn. Tay trắng nên anh nào mơ nhiều cũng chỉ bằng không, vì nên muốn xa làm sao thì thôi nhé. Anh có còn yêu em như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ đau. Anh muốn xa em thật sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gợi gió. Em xin phép được dừng việc tại đây. Thì chiếc đầu này bên em bán với mức giá là 2,2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bắt đầu chuyển được tiền. Bắt đầu đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và bên em tặng kèm có một đĩa CD gốc Việt Nam để bác sử dụng. Số điện thoại là 0907 23 269, em ở thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn các bác ở video sau ạ.